Vâng, mình xin chào tất cả anh em. Hôm nay thì mình tiếp nhận một chiếc xe Elite 125, xe đời đời 2010 mấy đây. Con này 13 15 đúng không? Xe này thì mình cũng thông tin ngay từ đầu video, đây xe này của anh em thợ mang đến cho mình kiểm tra giúp thôi. Xe này có hiện tượng đi giật này, hai nữa là ga lên là chết máy ngay anh em ạ. Đây anh em thợ cũng đã tháo hết ra cho mình đi rồi. Anh em đánh ô tô đến đàng hoàng nhá. Thôi nhưng mình cũng xin phép không được quay cái ô tô bởi vì nó có biển số xe. Đấy, mình cũng phải ý thức một chút đúng không ạ? Anh em đưa lên ô tô xong bắt đầu mang đến chỗ cho mình để mình kiểm tra đây. Đây, mình ga nổ đây anh em này. Nhưng mà ga lên hụt lắm nhá. Ga lên rất là chậm anh em ạ. Mình xin lỗi nhá, mình có cuộc điện thoại. Quay đi chết một lần. Vâng, mình quay trở lại nhá. Thì xe này thì hụt ga. Ga lên nào bị hụt. Đấy. Ga lên là bị chậm này, khách hàng bảo là cũng hay chết vặt ở trên đường. Đấy thì bây giờ mình sẽ kết nối máy, mình kiểm tra qua nhá. Sau đó là mình sẽ đo đạc những cái công đoạn tiếp theo. Mình kết nối máy môn táp vào đã. Đâu rồi, xe này bắn thế này rắc chứ chả thấy đâu nhỉ. Xem tìm cái xe nào để đâu rồi. Đây máy giữ ủi rồi. Xe này lắm đất thế. Đây. Này về đúng là phải rửa sạch sẽ. Xe lắm đất lắm. Mình tắt máy đã nhá. Thì đầu tiên hụt ga thì anh em cứ kiểm tra cho mình cái cảm biến vị trí bấm ga trước là nhanh nhất nhá. Sau đó là anh em tiếp tục thâm nhập vào bên trong. Moto Scan Tab xin chào anh Nguyễn Đình Thiện, mời anh chọn chức năng từ menu. Anh em vào luôn cho mình cái phần chẩn đoán nâng cao này. Anh em chọn cho mình cảm biến nhá. Những cái gì dễ nhanh anh em làm trước. Anh em chọn hãng xe Honda. Thông báo đây là... Anh em chọn kiểm tra cảm biến TP luôn nhé. Còn cách kết nối thì dễ rồi đúng không ạ? Với xe qua giác chẩn đoán sử dụng cáp DLCPN MTB08 DLC01. Rồi vặn cho mình cái tay ga cái. Bấm nút tiếp tục sau đó. Rồi cứ vặn đi, vặn dần dần dần. Yêu cầu xoay chậm, từ từ, đều đặn tay ga. Rồi TV hoạt động tốt, để mình bấm lại nhá. Bởi vì anh em quay nhanh quá, nhiều khi nhanh quá cũng chưa chắc đã phát hiện ra đâu. Anh em phải quay chậm thôi nhá, để mình quay cho. Thông báo kết nối mô tô. Chậm. Máy này yêu cầu là quay chậm, đều đều, từ từ, đều đặn tay ga xoay anh em nhá. Từ từ, đều đặn tay ga đến khi bướm ga mở hết và giữ tay ga ở vị trí mở hết đến khi có thông báo mới. Đấy, mình phải quay chậm như thế. Rồi, vậy thì mình loại trừ luôn một cái nguyên nhân mà cũng rất hay bị là cảm biến vị trí bơm ga là hay bị kém. Nhưng mà cảm biến vị trí bơm ga như vậy là tốt rồi, đúng không? Vậy thì anh em sẽ có thể là hoàn toàn yên tâm với cảm biến vị trí bơm ga xe này và anh em bắt đầu kiểm tra tiếp. Đấy, nếu mà không có máy thì anh em lại phải đo đạc cảm biến vị trí bơm ga xem có bị kém không. Đấy, cũng rất là lâu anh em nhé. Tiếp theo thì bây giờ mình quay trở lại vấn đề là gì? Áp nhiên liệu và kịp phun. Vâng, hai cái vấn đề này thì anh em cũng phải kiểm tra nhanh luôn cho mình. Buji buji kiểm tra rồi hả? Kiểm tra chưa? Chưa. Buji buji cũng chưa kiểm tra à? Chỉ kiểm tra lại cái kiểm tra chụp thôi gì. Lần sau đúng là mang đến là mình phải kiểm tra hết cả buji riếc đầu tiên đi đã nhé. Kiểm tra cho một loạt đi. Để kiểm tra cái kịp phun ra xem nào. Một tí mình tháo cái buji ra. Mm.
Chiếc phun này sạch nước nhỉ? Chiếc phun này rửa rồi đúng không? Em rửa rồi, phun nét lắm. À, đây là rửa, mình tự rửa gì? Đâu, nó như thế rồi. Bữa em tháo ra cho phun thử. À, nhưng mà mình là trước đó là người ta đã làm sạch chưa? Có ai sửa làm sạch chưa? Chưa, thế sao sạch thế này? Đây mình nhìn thấy nó kim sạch này. Đây kim này là sạch chứ. Không xịt rửa gì. Không xịt rửa gì mà sạch, này là có thợ làm rồi. Được chưa? Ừ, có thợ làm rồi nó mới sạch này được. Đấy. Người ta xúc rồi. Đây để mình đo áp nhiên liệu xem nào. Người ta xúc sạch tinh đi. Ngày hôm qua có hiện tượng đấy, nó được rửa rồi. Ừ, rửa rồi, kim này kim rửa rồi, sạch rồi. Thế thì không cần thằng buji nó kiểm tra rồi đấy. À buji thì mình nhìn thấy hơn buji cũ kìa. Buji cũ. Buji cũ. Kim chiếc làm sạch rồi mà lại cái buji này không thử cái buji mới đi. Mình kiểm tra cái buji đã. Ừ, xe đây làm máy. Đúng là lần sau những cái buji giết ở nhà này mình thay kiểm, luôn đi nhỉ? Thay kiểm tra trước đi nhé. Đấy, nó không ra bệnh hãng mang đến cho đỡ mất công nữa. Cái này không thể nhìn kiểu chính xác được, mình cứ phải cho cái buji mới thử làm chắc. Buji buji chụp lắm, cái chụp nó bị kém đấy, nghe nhỉ, mình cũng thử cái chụp khác luôn cũng được. Bơm anh. Đây, bơm hộ. Bơm mạnh thì nó ấy nhá, bơm mạnh thì nó vào nhá. Bơm nhẹ thì ở trong hơi ra kia 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 cái vòi. Thank you.
Rồi, mình để mình cho nó máy đã, kiểm tra đây anh em ạ. Cứ phải từng bước một. Motoskentax xin chào anh Nguyễn Đình Thiện, mời anh chọn chức năng từ menu. Nick 125. Mình vào đọc mã lỗi xem có xe này có lỗi gì không. Lỗi lịch sử thôi, đây lỗi lịch sử thôi anh em nhé. Mình xóa mã lỗi luôn. Khôi phục lại xem này. Mình cho tắt máy ra. Sau khi kết thúc công việc này cần ngắt kết nối, đưa máy garanti 10 phút để ECU tiếp tục. Vâng. Thông số hiện hành. Cho nổ máy này. Vâng. Cho vâng. Vâng. Và lúc nào kiểm tra anh em ơi. Vòng tua máy rất là thấp anh em nhé, vòng tua máy cực thấp luôn. Đấy, mình vặn lên cái là vòng tua máy lên luôn này. Vâng, cảm biến oxy nhảy rất là tốt. Bây giờ anh em nào mua máy mua tab là mình sẽ gửi tài liệu về cách phân tích thông số hiện hành cho anh em nhé. Anh em nào trước đây mua máy mua tab mà chưa có đấy thì anh em có thể điện thoại Zalo cho mình gửi trực tiếp vào Zalo cho. Đấy, chỉ có những anh em mua máy mua tab thì mình mới gửi tặng cái tài liệu thôi. Đây là tài liệu độc quyền trên kênh xe máy Xuân Thiện của mình nhé. Bởi vì phân tích những cái số thông số này rất là khó, bởi vì là nếu như mà anh em mà chưa được học ấy thì anh em không biết cách phân tích đâu. Đấy, cho nên là những anh em mua máy mua tab là mình đều gửi kèm theo tài liệu cách phân tích thông số hiện hành. Đấy. Còn anh em chưa có thì anh em cứ liên lạc với mình sẽ gửi cho. Đấy, tốc độ động cơ là phải đạt 1.700 cộng trừ 100 vòng. Đấy, như đầu lúc đầu là tốc độ động cơ rất là thấp xe này anh em nhé. Với nhiệt độ này thì có những cái thông số là chưa chính xác đâu. Đấy, cho nên là anh em phải để máy nóng lên nhé. Đấy. Anh em có thể chọn một giao diện khác. Anh em chọn vào giao diện đây thì sẽ ra cái giao diện rất là đẹp. Đấy. Bởi vì nếu như một cái giao diện này thì anh em sẽ nhìn được tất cả các thông số ở trên màn hình mà anh em không cần phải trượt màn hình như vừa rồi anh em nhé. Đặc biệt là các tín hiệu khởi động, rồi là tín hiệu điều khiển rơ le khởi động. Đấy, rồi là tín hiệu trên chống cạnh, dạo này là trên màn hình là có những cái biểu tượng rất là đẹp, anh em nhìn rất là rõ ràng hơn trước nhiều. Đấy, anh em nhìn tốc độ động cơ đây, tốc độ động cơ đây, với tốc độ này là chuẩn nhé anh em nhé. Đây là thời gian mở tiki full này, e xem tối ưu này, đây là tỷ lệ bọt khí này, đây là cảm biến tốc độ xe VS này, cảm biến MP này, xe này không có đâu anh em nhé, xe này không có. Đây, không đánh lửa sớm này. Đây là cảm biến vị trí bướm ga TBS này anh em này. Đây là nhiệt độ động cơ này, nhiệt độ động cơ này, nhiệt độ khí nạp IAT này. Đây là điện áp nạp này, điện áp nạp. Bây giờ nổ máy là điện áp nạp nhé anh em nhé, 14,4, 14,5V đây này. Đây là điện áp của cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ ECT là 1.365 mV.
Còn điện áp của cảm biến nhiệt độ không khí nạp là IET này là 2457 mV. Đây là điện áp của cảm biến oxy. Xe này không có van IACV. Đây là hệ số ô nhiễm môi trường thôi, anh em cũng không cần quan tâm cái thông số này lắm. Vậy thì với giao diện này thì anh em không cần phải trượt màn hình và anh em có thể giám sát được tất cả các thông tin của các cảm biến ở trên màn hình này luôn anh em nhé. Rồi, bây giờ mình kiểm tra lại xong rồi để tí anh em thợ đi thử đã. Xe này ấy là có lỗi lịch sử ở trong ECM. Đây, vừa rồi mình đã xóa reset ra rồi nhé. Đây, anh em vừa đi ra bơm xe giúp mình nên là cũng không nắm được. Hai nữa là kiểm tra buji, thì cái buji kia là cái loại buji chân nó rất ngắn, nó tụt xuống, nó không chính xác đâu, nó không chuẩn. Buji đấy không nên không dùng, không nên dùng cái loại buji đấy. Rồi, nghe đáp ứng tay ga tốt đấy. Bây giờ nhá, bây giờ không mang yên đi à? Không. Không mang yên đi thì đi làm sao được? Ôi giời, anh em chở xe đến đây là chở chả có mang yên gì cả. Thế này thì đi thử làm sao được? Thế bây giờ phải kê một cái gì lên xong rồi ngồi lên xe đi thử nhỉ? À, nhưng mà ga tay ga khác chưa? Khác chưa? Chắc xe ngay đúng không? Nó không kiểu là đuối đuối như nãy rồi, đúng không? Đúng không? Đấy, đám cây nó nháy nó đáp ứng ngay đúng không? Buji nhá, nhờ lần lần sau nhớ là trước khi mang đến cho mình là cứ thay cái buji trước đi nhá. Thay cái buji đầu tiên. Đấy, vì mình cũng chưa có máy móc gì nên tốt nhất là mình cứ thử buji. Giờ nó khác ngay, đúng không? Hai là trong ECM nó có lỗi, mình phải xóa đi thì nó gây không gây nhiễu loạn ECM mà. Hai là công tơ mét à quên tốc độ động cơ là không đúng. Đấy, dòng xe điện tử là tốc độ động cơ là phải chuẩn. Đấy. Tốc độ động cơ không chuẩn cho nên là nó cũng gây ra cái hiện tượng không chính xác được. Đấy, đặc biệt là chế độ idling stop sẽ không làm việc. Nhá. Thế nhưng mà lần sau phải mang yên đi thử, mẹ mang mỗi cái xe không này đi làm sao được. Bây giờ hay là gác cái gì đi thử đi. Ngồi lên. Không, ngồi lên đi thử đi để xem là cuối cùng cái kết quả cuối cùng mình chữa làm sao chứ. Đi thử đây, mình cho cái đồ ra đã. Chính cho nó ngọt là được. Lấy ga lấy nó cứ hụt hơ hững. Giờ ga cái nó phải chắc tay đấy. Đúng rồi. Nó chắc cái ga. Đây buji để cầm về giá này. Vứt đi nhá. Đây anh em này, anh em đừng cái dùng cái loại buji mà cái chân nó tụt xuống cái này nhá. Nó tụt là không là tốt đâu. Mà buji anh em phải dùng cái loại nó đây là mình cầm mẫu cho anh em này. Đây. Mình cầm hai chiếc buji ra để anh em thấy là cái buji ấy, anh em nhìn này, cái buji anh em nên dùng cái loại mà nó dài đây này. Đấy cái sứ dài đây này, anh em nhìn này. Đấy, anh em đừng cái loại dùng cái loại buji mà nó tụt xuống cái này là không tốt nhá. Đấy, đây này. Hai loại khác nhau anh em nhé. Còn tất nhiên đấy là tất cả các xe phun xăng điện tử thì anh em phải chọn buji có chữ R là có điện trở đấy, đây này, để chống nhiễu nhá, đây này, có chữ R này. Còn cái loại buji mà không có chữ R thì anh em đừng cho vào những xe phun xăng điện tử nhé. Đấy, bởi vì là thiết bị điện tử trên xe ngày nay là nhiều đúng không ạ, để phải chống nhiễu tốt nhé. Đấy. Đây là chiếc buji này là chả có chữ luôn này, đây này, buji này chả có chữ R này, nhìn chưa, đây này, buji láo này, đấy, đây nhá. Đây này, không có chữ R này, nhìn chưa? Không có. Đấy, không có. Chân thì tụt xuống, đây này. Anh em nhớ nhá, đây này, phải có chữ R này anh em này. Đây. Phải có chữ R này. Đấy là có chữ R điện trở đấy để chống nhiễu. Tốt anh em nhá. Hai buji chân nó phải cao như này anh em nhá, đừng lắp cái buji chân nó tụt xuống nó không được đâu. Cái buji thì thực ra nó không nhiều tiền anh em nên là cứ lắp loại xịn cho mình. Kể cả các thiết bị điện tử thế, kim phun mô bin các thứ là anh em phải lắp cho phải chuẩn nhé. Ừ, không công tơ mét thì à quên vòng tua máy mình chỉnh chuẩn luôn, đã bằng máy thì cứ yên tâm nhé. Đây là vòng, đây là vòng tua máy này, đây mình anh em quan sát này, vòng tua máy là phải chuẩn nhé, 1.700 cộng trừ 100 vòng đúng không. Đấy, đây là xuống 1.500 này, mình có thể tăng lên một tí. Anh em cứ cho tăng lên một tí không sao đúng không, bởi vì dần dần cái muội than ấy nó dần dần nó lại bám vào cái ốc chỉnh gió đúng không, thì nó sẽ lại dần dần nó nhỏ đi chứ nó chả bao giờ tự nhiên nó tăng được lên đâu, tăng lên là nó có lý do.
từ 6 đến 8 là được nhé. Rồi. Đây vậy thì anh em cứ để cho máy nóng lên thì anh em chỉnh các thứ sẽ chuẩn hơn nhá. Thôi bây giờ mình khả năng anh em phải gác cái gì lên xe tạm đi thử đi. Có cái gì để chạy thử không nhỉ? Đây mình sao chạy nó không có bị đâu anh nhỉ? Hả? Thì đây mình bỏ máy đây. Không nhưng mà có cái gì có cái gì gác cái này thử không? Chết thế, lần sau nhớ phải mang. Xem nào. Đã đi nó vẫn ngon rồi. Đây. Ôi không cần. À. Cần đâu. Đây. Đã đi nó cũng chết, hôm qua nó bảo kêu chết rồi. Chết đã gì? Nhưng mà vừa rồi ga hụt ga thế thì. Có cần đi thử không? Thôi nhá. Ờ còn không thì mình phải tìm cách mình ấy để anh em đi thử. Nhưng mà lần sau nhớ này, chết giả. Đéo mang đéo yên này đi kiểu đéo ấy. Chết giả. Anh em là chở ô tô đến hôm nay anh em không đi xe anh ạ. Thế nên là cuối cùng là không có yên để cho anh đi thử đâu cơ. Nhưng mà ga thì khác rồi anh em ạ. Đấy ga nó bén ga ngay. Đấy, nó chắc tay ga, nó không bị hụt nữa. Đấy. Được rồi, chắc rồi. Khác hoàn toàn. Mỗi cái buji thôi. Đấy, thế nhưng mà cái quan trọng là anh em phải có máy reset được ECM nhá. Xóa lỗi đi, reset và chỉnh chuẩn vòng tua máy. Đấy là những cái rất là quan trọng đấy anh em ạ. Nhá. Đấy thì mình cũng thông tin ngay từ đầu video, đây là xe của anh em thợ đấy chứ không phải xe của mình. Đấy thì mình lên video trước video này là cách đóng cối đồng cho chế. Thì cũng nhiều, sau khi mà nhiều anh em xem được video đấy thì rất nhiều anh em là cũng bảo là anh chế cho em cái đóng cối, thì anh em nào có nhu cầu nhá, mình đặt thợ tiện này thợ tiện cho nhá. Đấy vì tất cả các kích cỡ này là mình có hết rồi. Đây này, các loại chế này. Đấy vì có hai cái này. Cái này là dùng cho Honda, còn một cái nữa là dùng cho Yamaha nhá. Anh em nào mà có nhu cầu thì mình sẽ đặt tiện thợ tiện người thợ tiện cho, xong mình gửi cho. Đấy, các thông số, các cỡ, kích cỡ là có hết rồi. Đấy, anh em nhá. Đấy, làm cũng rất là kỳ công đấy anh em ạ. Quan trọng nhất là các kích thước. Hai là cái mặt phẳng này rất là chính xác. Đấy, anh thợ tiện đấy cũng phải có tay nghề tốt. Đấy, người ta làm rất là chính xác anh em nhá. Đấy. Hai nữa ấy, là mình nói rồi, anh em cần phải có một cái khoan bàn chính xác. Đấy, nếu khoan bàn mà đảo lắc là không được đâu. Đấy, anh em nên mua là những cái khoan bàn xịn sò của bãi của Nhật đấy nhá, chạy điện 100 đấy, chính xác lắm. Đấy, thì ba cái khoan vớ vẩn của cái kém nó không ra gì. Cái này là chuyên để đóng cối đồng. Đóng cối đồng của chế. Đấy, đang nói là cái bộ gá là phải chính xác. Đây anh em thợ cũng tham khảo đây. Thế thì anh em nào mà có nhu cầu về những cái bệ gá đóng cối này thì alo cho mình sẽ tiện hộ mình gửi cho nhá. Đấy, rất nhiều anh em hỏi mình đấy, mình cũng đã tiện cho một số anh em rồi. Mai mình sẽ gửi cho một số anh em nhé. Vâng, vậy thì anh em thợ cũng chả mang những cái yên đến để cho chạy thử cả, nhưng anh em ga cũng đã khác rồi, đúng không ạ? Đấy. Vâng, vậy thì ngày nay ấy, anh em phải có máy, anh em loại trừ văn bệnh nó mới nhanh được, đúng không ạ? Đầu tiên là anh em phải kiểm tra luôn cho mình cái cảm biến vị trí bơm ga đi nhé. Đấy, sau đó là cảm biến vị trí bơm ga tốt rồi là anh em đã thấy là có một cái thiết bị rất hay hỏng, quan trọng anh em đã loại trừ nó đã nhàn rồi, đúng không? Nếu không có thì anh em lại phải dùng đồng hồ đo đạc, nó mất thời gian lắm. Đấy, hai nữa ấy, là những cái buji anh em phải kiểm tra từ trước. Đấy, đây là sau là rút kinh nghiệm ở nhà cứ cho cái buji mới đã hay cứ chụp đã nhá. Sau đó là kiểm tra tiếp về kim phun xe này anh em thợ kiểm tra rồi, mình nhìn thấy rồi, mặc dù khả năng là mang đến anh em thợ này là cũng là thứ hai thôi chứ chắc đi trên đường là anh em cũng đã kiểm tra rồi, kim phun rất là sạch. Đấy, mình hỏi anh em thợ đây rồi thì anh em chưa xúc đâu, nhưng mà kim phun rất là sạch sẽ. Đấy, mình nhìn thoáng qua là mình biết rồi. Đấy, nút chỉnh gió là anh em chắc tháo hết ra rồi, kiểm tra rồi, nhưng mà đấy cái vòng tốc độ động cơ ấy, vòng tua máy ấy, là không chuẩn không đạt. Đấy, xe phun ra điện tử cần phải chính xác vòng tua máy anh em nhé. Vâng, vậy thì mình cũng thông tin qua như vậy để anh em nắm được, đúng không ạ? Vậy thì anh em có nhu cầu về các bộ máy môn táp thì anh em cứ liên lạc với mình nhé. Bây giờ anh em mua máy thì ngoài các phần quà tặng thì anh em còn được mình gửi tặng tài liệu cách phân tích thông số hiện hành trên máy. Tài liệu này do mình biên soạn ra và là tài liệu độc quyền trên kênh xe máy xuyên thiện của mình mới có nhé. Thì tất cả anh em mua máy đều được mình gửi tặng. Đấy, còn là anh em có cần những cái bộ gá để mà đóng cối chế như video trước, video này mình đã thông tin đấy, thì anh em liên lạc với mình sẽ nhờ thợ tiện người ta tiện cho mình được gửi cho anh em nhé. Đây, người ta tiện rất là chính xác. Có hai bộ nhé, bộ này của Honda các cỡ chế này, các cỡ chế. Hai là
bộ của Yamaha nữa nhé. Đấy, anh em xem video trước, video này thì em sẽ thấy nhé. Vâng, mình cũng xin kết thúc video này ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.